Trong bối cảnh dịch bệnh phức tạp như hiện nay, việc đảm bảo tiêu thụ một lượng lớn nông sản có loại sản lượng lên tới cả 100.000 tấn đang được tỉnh Sơn La rất quan tâm. Tiếp theo hội nghị trực tuyến xúc tiến tiêu thụ và xuất khẩu sản phẩm xoài, nhãn diễn ra vào buổi sáng. Thì chiều ngày hôm nay tại huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La cũng đã tổ chức bàn giao sản phẩm xoài theo thỏa thuận tiêu thụ cho các đơn vị. Ngay chiều nay, 7 công tương đương với 200 tấn xoài đã được đưa lên xe theo các mục tiêu khác nhau, như xuất khẩu sang Trung Quốc và đưa về nhà máy của công ty Doveco để chế biến nước xoài. Cùng với xoài bắt đầu thu hoạch từ ngày 20 tháng 5 và sẽ kéo dài đến hết tháng 6, thì Sơn La sẽ còn phải tiếp tục giải quyết tiêu thụ cho các nông sản khác như là mận và nhãn. Xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc vẫn là thị trường chính của rất nhiều các cái nông sản của Sơn La. Tuy nhiên thì năm nay những xe công như thế này sẽ giảm khi mà tỉnh Sơn La đã tổ chức thêm các cái kênh tiêu thụ khác như là giao dịch online, tiêu thụ trong nước và đặc biệt là chế biến. Trong 65.000 tấn xoài của tỉnh Sơn La năm nay thì sẽ có khoảng gần một nửa được đưa vào chế biến. Đây có thể coi làm giải pháp hữu hiệu trong bối cảnh khó khăn hiện nay. Ngay sau lễ bàn giao, tỉnh cũng đã ký kết đảm bảo nguyên liệu cho công ty cổ phần thực phẩm Đồng Giao và ký kết thỏa thuận giao dịch trên các sàn thương mại điện tử Postmart và Shopee. Sau mận và xoài thì 100.000 tấn nhãn thu hoạch vào trung tuần tháng 7 đã được lên các kịch bản để tiêu thụ. Áp lực về giá sẽ tất nhiên sẽ có và giá sẽ xuống. Nhưng thực tế hiện nay tại tỉnh Sơn La chúng tôi đang tập trung tiêu thụ là giá không dưới giá thành cấu thành của sản phẩm đầu vào. Và hiện nay xoài chúng tôi đang tiêu thụ là giá xuất khẩu 7.000 đồng, xoài mô xô và chế biến khoảng 5.000 đồng. Như vậy thì cái giá này hoàn toàn là trên cái giá đầu vào của cái sản xuất thì vẫn đảm bảo cho khâu sản xuất. Và chúng tôi cũng bằng mọi giải pháp, các phương pháp như đã có thì chúng tôi sẽ đảm bảo là cố gắng để tiêu thụ sản phẩm nông sản mà không bao giờ có cái từ gọi là giải cứu nông sản ở đây. Trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, xác định các mặt hàng nông sản xuất khẩu gặp khó khăn, chi phí logistics tăng, áp lực về giá, sự chủ động của Sơn La với các kịch bản được đưa ra cho thấy quyết tâm của tỉnh này trong việc kết nối với thị trường và doanh nghiệp để tiêu thụ nông sản cho nông dân.